Em xin chào các bác nha, chào toàn thể mọi người. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Hôm nay em lại lên một số đôi giày cho các bác và mọi người. Nhân đây thì em cũng xin chia sẻ là thực ra là việc chọn size giày ấy, thì mỗi một hãng sản xuất giày ấy, người ta đều cho ra những cái chỉ số size giày nó cũng khá chênh lệch nhau, không không đồng nhất. Đó, cho nên là việc chọn giày thì em nghĩ là khi mà các bác mà chọn một cái mẫu giày nào đó thì mình nên chuẩn xác nhất ấy, là mình nên đo cái chiều dài bàn chân. Sau đó thì dựa trên cơ sở chiều dài bàn chân thì bọn em sẽ đo cái chiều dài của đôi giày, thiết kế của đôi giày. Thì lúc ấy tư vấn nó mới chuẩn xác được. Không nhiều bác thì cứ cho rằng là mình đi size nọ size kia, thực ra là các cái size của các hãng giày nó không giống nhau các bác. Có hãng thì 44 của hãng này thành 42 của hãng kia đó, nên là rất là khó. Nên là cách tốt nhất là cứ đo size giày chuẩn theo cái bàn chân của mình, là dài độ, chiều dài bàn chân là bao nhiêu thì nó thì để chúng em mới tư vấn được chuẩn xác và chọn những đôi giày nó vừa bạn đi đúng hơn. Mà giày thì các bác cũng nên đi rộng dài hơn so với chiều dài bàn chân mình một xíu, chừng nửa phân một với cả à, chừng nửa nửa cm với cả 1 cm thì em thấy nó nghĩ là nó dễ chịu hơn. Đặc biệt là với những đôi giày buộc dây thì mình đi có dài hơn 1 cm thì không ảnh hưởng gì cả, bởi vì nó buộc dây nên là chân mình vẫn chắc chắn. Còn đối với những cái đôi loafer hay còn gọi là giày moka hay là giày để lười ấy, thì mình cho phép chênh lệch khoảng gần 1 cm trở lại đến 5 mm thì nó sẽ vừa vặn hơn ạ. Rồi sau đây em lên đôi đầu tiên là một đôi phong cách thể thao. Thương hiệu này là của Hàn Quốc, xuất sang thị trường Nhật Bản các bác. Đó. Da thật hoàn toàn các bác nhé. Hoàn toàn da thật. Nói chung là đối với những cái đôi giày mà nó có lỗi nhẹ thì đương nhiên cái mức giá của nó cũng 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 khác à, các bạn. Còn những đôi giày cực kỳ là hiệu nổi tiếng hay là độ xuất sắc, độ mới rồi là không có lỗi thì giá nó cũng khác các bạn. Những cái đôi giày này các bác về cứ vệ sinh lại thì nó sẽ sạch sẽ đẹp ngay. Còn một vài cái lỗi nhỏ thì đương nhiên là giá nó đã nói điều ấy rồi. Và đặc biệt nữa là đặc biệt nữa là cái việc mà trên mũ giày ấy, thì thỉnh thoảng nó cũng có những cái vệt tọa vệt kia thì nó không đáng kể. Giày qua sử dụng thì đương nhiên là nó sẽ như thế. Và đôi này sẽ có mã là A61 size 41 với cả trên 41, tức là 41,5 là đi vừa thôi này. Giá 230k các bác nhé. Tiếp đến là em lên một đôi phong cách hiện đại. Một đôi giày có khóa kéo bên cạnh đấy, nên là xỏ chân rất là dễ dàng luôn. Không phải nới giày. Cũng da thật hoàn toàn các bác nhé. Được nhà sản xuất người ta ép vân ở dập vân đó. Dập vân trông rất là đẹp. Đây phần đế của nó đấy. Đôi này có mã là A63 size 43, giá 290k các bác nhé. Giá giày thì nó tùy vào độ mới, độ xuất sắc, thương hiệu. Lỗi một chút thì đương nhiên giá nó sẽ giảm đi. Tiếp đến là một đôi trong phong cách cũng rất là hiện đại. Đôi này là của thương hiệu Rockport. Đó, một nhánh công ty của hãng Adidas nổi tiếng đấy.
Mã của đôi này là A62, size 42, giá 310k. Đôi rất nhẹ nha các bác nhé. Đó, rất nhẹ luôn. Em liên tiếp một đôi bốt cho bạn nam chân nhỏ hoặc là bạn nữ nào mà đi vừa đôi này thì cũng rất là đẹp luôn ạ. Đó, độ mới còn rất cao các bác nhé. Đây là giày bốt thời trang. Đó, bây giờ bốt thì thanh niên sử dụng rất nhiều ạ, độ mới còn rất cao, gần như mới luôn. Đôi bốt này có mã là A75, size 38 đến 39 đi vừa. Đó, bạn nam chân nhỏ hoặc là bạn nữ mà vừa size chân này thì cũng đi vừa được, giá 350k thôi. Tiếp đến là một đôi giày phong cách thể thao. À, đôi này là cũng là của thương hiệu Rockport các bạn. Đấy, một thương hiệu nổi tiếng của hãng Adidas. Thương hiệu Rockport. Da thật các bạn nhé, ở đây có một đường phản quang này. Đấy, phản quang đây. Rất là đẹp luôn. Đôi này độ mới thì cực cao luôn này. Đó. À, không phải hiệu Rockport đâu, cái lót là do người người sử dụng người ta dùng cái lót của đôi Rockport thôi. Thực ra đôi này lại có tên hiệu là Landmaster. À, Landmaster dịch nghĩa ra là có nghĩa là địa chủ đấy, chủ đất, địa chủ đấy. Độ mới đấy cực cao. Mã là A64, size 42,5 ạ. Giá 310k đấy. Bác nào hoặc là anh em nào mà có size chân 42 cũng đi vừa đôi này luôn nhé, vì nó buộc dây mà. Nó không giống như cái dòng giày lười. Giày lười thì phải cho phép chênh lệch khoảng độ nửa phân. Giày bố dây thoải mái. Tiếp đến là em lên một đôi cực kỳ đẳng cấp này. Của thương hiệu, tên hiệu nó là Richard nha các bác. Đó, Richard, của cái hãng giày nổi tiếng của Nhật Bản, hãng Kumka đó. Hãng giày Kumka nổi tiếng Nhật Bản luôn. Đôi này là một trong những cái sản phẩm mà họ rất tự hào, đó là một đôi công sở da đan cực kỳ tỉ mỉ công phu nhé, đẳng cấp ấy. Nói chung là những bác nào mà lên chân với những cái đôi giày da đan mà độ mới nó cực cao này thì cực kỳ đẳng cấp luôn các bạn. Những cái đôi giày này rất là đắt tiền các bạn nhé, cực kỳ đắt tiền, mà đôi này độ mới còn cao lắm các bạn. À, các bác xem phần đế của nó là biết đó, độ mới của nó trên 90% luôn, gót nó còn như thế này mà. Đó, mã của đôi rất đẹp này, đôi da đan rất đẹp này là A74, size 42, giá 450k. Đó, đôi này em nói thật với các bác là của cái hiệu giày Kumka nổi tiếng Nhật này đắt lắm các bác. Em lên tiếp một đôi loa khôi. Của hãng Soda Home. Thương hiệu Soda Home của Ý nhé các bác nhé. Đó, thiết kế của đôi giày đế không quá cao, đây tình trạng đế của nó. Mã là A72, size 39,5, giá 250k các bác nhé. Đó, 250k. Giày cũng rất là chắc chắn các bạn, nó chỉ có một lỗi nhỏ đây thôi, là do người sử dụng trước người ta sửa thì nó có lỗi nhỏ đây, nhưng mà nó không 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 bị hở các bác nhé, giày vẫn chắc chắn. Thế là giá của nó chỉ có 250k cho một đôi thương hiệu của Ý, Soda Home.
Em lên tiếp một đôi giày lười nữa, một đôi loafer nữa, màu nâu vàng, màu vàng nâu đó, của thương hiệu Robot ạ. Đấy, thương hiệu Robot này nhiều người đã quen thuộc rồi, quá nổi tiếng rồi. Đó, các bác xem phần đế của nó này. Đôi này có mã là A25, size 41, giá 250k. Tiếp tục lại là một đôi giày lười đến từ thương hiệu GX Bass. Đó. Việt Nam mình đọc là bát á, đàn guitar bát á. Đó. Đôi này là rất nhiều bạn trẻ dân công sở phối đồ lịch sự thì rất thích những cái mẫu giày của cái thương hiệu đến từ Mỹ này nhé. Được sản xuất ở El Salvador, một đất nước ở Nam Mỹ các bác. Đế da khâu ạ. Đó. Đế da khâu. Phần này thì chỉ cũng bị mòn một chút, nên là nếu mà anh em nào mà sử dụng ấy, mua này phải sử dụng thì nên dán cái chống trượt ở đây. Thường thường người ta sẽ dán cái chống trượt từ đây lên đây. Đó, để thứ nhất là bảo vệ được cái lớp đế da này. Thứ hai là mình cũng đỡ bị trơn trượt khi mà đi vào những cái chỗ mà chẳng may mà nó trượt nó té thì xấu hổ lắm. Nên dán cái chống trượt ở đây. Người Nhật và người Hàn khi mà người ta mua những cái đôi giày của cái thương hiệu này này, thương hiệu giày đến từ Mỹ này này, họ cũng sẽ hay dán chống trượt ở đây. Tuy nhiên thì cái đôi này chưa được dán chống trượt, chỉ có vài chục nghìn thôi là dán chống trượt ở hai chân thì đi yên tâm mà đẹp bền luôn ạ. Đế da khâu thì rất bền bỉ nhé các bác nhé. Đó, đôi này có mã là A69 này, size 40, 290k thôi. Quá rẻ cho một đôi thương hiệu đến từ Mỹ. Tiếp đến là em lên một đôi cực kỳ đẳng cấp của thương hiệu Hawking. Đó, Hawking. Đó. Các bác nhìn thấy chữ premium chưa? Đó, premium là cái hàng nó phải nói là nó cực kỳ là đắt tiền luôn đấy. Dạng siêu cao cấp luôn. Đó. Đôi giày này dáng đã nói lên cái sự sang trọng đẳng cấp của nó. Dáng giày, thiết kế. Đây là một đôi giày hạng sang các bạn. Đây các bác xem phần đế của nó. Mã của đôi đến từ thương hiệu nổi tiếng nước Mỹ này là A73 size 42, 450k. Rất đẹp luôn các bác nhé, đôi này. Em lên tiếp một đôi giày lười phong cách thể thao, đế màu nâu ạ. À, da này có phần hơi màu xanh xanh nhé các bác nhé. Da thật hoàn toàn nha các bác nhé. Đôi nào không phải da thật thì em sẽ nói. Còn đây là phần đế của nó. Đó. Độ mòn đế vẫn còn rất là ok các bác nhé. Mã của đôi này là A67, size 42, giá 230k nhé. 230k cho một đôi giày lười phong cách thể thao. Tiếp đến là một đôi giày. Với cái dáng giày này thì kể cả các bác có tuổi một chút hay là những anh em nào mà tầm 30 tuổi hoặc trên 30 tuổi đi vẫn phù hợp hết ạ. Da giày dạng lắm. Giày thì cực kỳ là chắc chắn. Đó. Tất nhiên là giày đã qua sử dụng thì nó không tránh khỏi những cái lỗi nhỏ nhỏ xung quanh nha các bạn. Nhưng mà nó chắc chắn lắm các bạn. Chứ không thể nào mà bị bung hỏng được dễ dàng. Đôi này cực kỳ chắc chắn.
chắc nịch luôn các bạn, da thì dày. Đó, phần đế của nó này. Đôi này là có thương hiệu là Land Rover nha các bạn nhé. Thương hiệu Land Rover là một thương hiệu của Anh Quốc ấy, của nước Anh. Mã là A65, size 41, 230k. Vì cũng có một vài lỗi nhỏ quanh đây, nhưng mà nó không có bị bung đâu. Đấy, lỗi nhỏ như thế thì em cũng trừ điểm, nó chỉ còn 230k. Các bác mua về đi thì không phải suy nghĩ đâu. Tiếp đến là một đôi giày cũng đến từ nước Mỹ, cũng được sản xuất ở El Salvador, một đất nước của Nam Mỹ. Dáng giày rất thanh lịch cho các bác. Đế da khâu. Nếu mà nói về những cái đôi giày mà có đế da khâu thì nó cực kỳ là đẳng cấp, được ưa chuộng mà cũng không rẻ tiền một chút nào. Đó. Cũng tương tự như cái đôi hôm nãy, em cũng tư vấn mọi người nên mua về và dán cái chống trượt ở đây, lớp chống trượt đây, thì đôi giày của mình trông nó sẽ được bền bỉ hơn và nó mình tránh được cái việc mình bị trơn trượt. Đấy, đôi giày nó sẽ bền vững hơn. Da thì tuyệt vời các bác, chất lượng hàng đầu của cái thương hiệu giày đến từ nước Mỹ mà. Mã là A71, size 40, 250k. Với cái mức giá này là mức giá để anh em về có thể ra tiệm giày và bỏ vài chục nghìn ra để dán cái chống trượt ở đây nhé. Đế da khâu. Em liên tiếp một đôi giày lừa màu nâu. Đó, các bác xem thiết kế trông có đẹp không? Đôi giày này, đôi giày rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế của đôi giày này là giống như thiết kế của dạng giày mọi á, giày lười nhưng mà giày mọi. Hiệu Tendi các bác nhé, hiệu Tendi là hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó. Mã đôi này là A66, size 41, 330k. Tiếp tục là một đôi giày phong cách em nghĩ là giày du lịch, cái phong cách thể thao, thiết kế cũng rất là bắt mắt, da dày dặn và được phối viền da lộn quanh đây. Đấy, may viền quanh chân mũ giày. Đó, giày rất chắc chắn nhé. Đó, hiệu Clark các bác nhé. Hiệu Clark là hiệu rất là nổi tiếng của nước Anh nhé. Mã đôi này là A68, size 40, giá 250k. Nó bị dơ ở đây một xíu nhé. Các bác nào mà mua về sử dụng ấy thì vệ sinh lại chỗ này, trà lại chỗ này nữa là nó sạch. Đó, trà lại chỗ này, vệ sinh lại. Nó bị dơ một tí ở đây. Được đôi giày quá đẹp luôn, giá chỉ có 250k thôi. Em lên tiếp một đôi giày lười nữa. Đế khối gỗ. Đó, trông rất đẳng cấp luôn. Hiệu Mitsope các bạn. Nói chung là bên nhà em thì giày bán thì giá cực rẻ rồi. Rất nhiều bác mua và đã chứng kiến là với mức giá như thế mà các bác được sờ tay vào, được sở hữu những cái đôi giày như thế, quá rẻ luôn nhà em. Không phải quảng cáo đâu, nhưng mà sự thật là như thế. Nhiều anh em cũng đã biết điều ấy và cũng đã có cảm mến gia đình chúng em. Chúng em rất là cảm ơn mọi sự quan tâm của mọi người. Đôi này có mã là A34, size 42, giá 240k. Một mức giá cực kỳ phải chăng cho những đôi giày thậm chí là rất đẳng cấp luôn. Thôi, video của em xin
tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bác và mọi người ở những video tiếp theo. Hàng nhà em sẽ còn lên phụ các bác cho đến cách Tết khoảng nửa tháng em mới nghỉ. Em thân ái chào tạm biệt các bác và mọi người.